thưa Mạnh Thường Quân, cộng đồng mạng, trong nước và ngoài nước Hôm nay tôi tiếp tục xin thông báo đến Mạnh Thường Quân, cộng đồng mạng, trong nước và ngoài nước về hai cái nội dung thì Thứ nhất, thì về cái cô mà 4 tỷ 530 triệu thì Tôi xin khẳng định tôi đã làm việc với cơ quan các cấp là hai lần Nhưng đến nay thì chưa có nhận được cái thông báo của các cấp nên tôi đã tiếp tục gửi là 6 lá đơn là đến cơ quan các cấp của tỉnh An Giang mong cộng đồng mạng hãy thông cảm cũng như chia sẻ cùng gia đình tôi bằng cách là, là chờ đợi thì chắc chắn một ngày gần nhất sẽ có kết luận cuối cùng thì tuy nhiên nếu cấp huyện giải quyết không thỏa đáng thì tôi sẽ đi tỉnh tỉnh giải quyết không thỏa đáng thì tôi đi trung ương thì gia đình tôi nhất định là không có trùng bước thì xin nói thêm với cộng đồng mạng theo cái quy định tại số 01 năm 2006 là thông tư của Bộ Công an quy định rất rõ ràng vụ án thuộc tòa án cấp nào xét xử thì sẽ do công an cấp đó thụ lý điều tra thì tiếp theo thì vừa qua à, tôi nhận được cái thông báo số 641 sẹt TB gạch gạch nói là CSHS ngày 5 tháng 3 năm 2024 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ. Và ngay sau đó là ngày 22 tháng 3 năm 2024, tôi được làm việc với cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ. Thì sau cái buổi làm việc thì tôi khẳng định là tôi đã cung cấp được tình tiết mới cho cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ để nhằm mục đích là giúp cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra liên quan đến cái vụ án của em Hà. Thì tiếp theo thì tôi phân tích cái thông báo số là 641 thì cũng như giải đáp một số thắc mắc của cộng đồng mạng thì xoay quanh cái nội dung thông báo là số 641 một giờ tôi xin được chích cái yếu cái nội dung thông báo số 641 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tin báo về tội phạm của ông Trần Hồng Cường, gia đình nạn nhân Phạm Thị Kim Hà. Có rất nhiều khán giả, cộng đồng mạng gọi điện nhắn tin hỏi tôi là ông Trần Hồng Cường là ai, thì có quan hệ như thế nào với gia đình mà sao trong thông báo là số 641 là thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm là kính gửi ông Trần Hồng Cường gia đình nạn nhân Phạm Thị Kim Hà thì tôi xin giải đáp tôi thắc mắc với cộng đồng mạng như sau thì tôi khẳng định là ông Trần Hồng Cường là không có cùng quyết thống bà con dòng họ gì với gia đình tôi ông Cường chỉ là người lái do lãi và chở gia đình tôi đi tìm tử thi của em tôi thôi thì nếu mà xét theo cái góc độ nhận xét của gia đình tôi thì ông Cường chỉ là dừng ở mức là người chứng kiến thì hay nói cách khác hơn là ông cường là người làm chứng thì mặt mà khác là nếu ông cường có tố giác thì nguồn tin báo tố giác tội phạm thì ông cường cũng tố giác một cách là độc lập chứ ông cường không thể thể tố giác cùng với gia đình tôi nhưng cơ quan chức năng cho rằng ông cường và gia đình tôi cùng chung tố giác nguồn tin báo tố giác tội phạm chắc họ cũng có lý do của họ nên họ mới kính gửi như thế mình đành phải tôn trọng. Thì tiếp theo thì tôi xin nói về em Hà Tử Dâm chưa rõ nguyên nhân. Thì tôi xin thông báo trong quá trình đi tìm công lý cho em Hà, thì cũng như hôm trước tôi có nói sắp tới tôi sẽ cung cấp chứng cứ mới cho công an, thì cũng như sẵn sàng hợp tác với công an trong thời gian công an phục hồi nguồn tin tố giác tội phạm. thì Tôi xin khẳng định tôi đã cung cấp tình tiết mới thông qua đường bưu điện tuy nhiên thì chúng ta phải chờ đợi kết luận cuối cùng của công an thì sau đây thì tôi xin một lần nữa phân tích lại cái nội dung số 398 sẹp tb gạch nói dc S là ngày 24 tháng 5 năm 2023 thông báo kết luận giám định là do ông htc ký ban hành thì theo tôi thông báo kết luận giám định phải ghi cụ thể ví dụ như kết luận giám định pháp y tử thi kết luận giám định tỷ lệ thương tật về dân dân trong khi đó thì thông báo số 398 chỉ ghi là thông báo kết luận giám định thì tiếp theo là cái phần kính gửi gia đình chị phạm thị kim hà thì tôi thấy cái này nó cũng kỳ kỳ thì bởi vì ông Tấn cũng nhận được một bản thì ông Tấn cũng công bố trên mạng trước gia đình tôi thì tôi khẳng định ông Tấn là chồng hợp pháp của em Hà thì cũng như là nghi can số 1 của trong vụ án này thì nếu mà nhưng nếu mà mà nói về nói ông Tấn là người trong gia đình của em Hà thì chưa chắc là đúng vì ông Tấn không có chung cái hậu khẩu với gia đình với em Hà mà thì tiếp theo tiếp theo thì ông HTC đã chích yếu cái nội dung bản kết luận giám định pháp y tử thi của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Cần Thơ thì như vậy có được không vì theo hiểu biết của tôi thì theo quy định của luật giám định tư pháp và bộ luật tố tụng hình sự thì người nào có chuyên môn giám định thì ký kết luận trả lời thì như vậy ông HTC có chuyên môn để giám định pháp y tử thi không tiếp theo thì cũng trong cái nội dung số 398 sẹt tb gạch nói dc shs thứ nhất là các kết quả chính không phát hiện dấu vết tổn thương do ngoài lực tác động xương sọ và xương sườn không gãy vỡ hay khỏi sẹp thì trong lòng khí quản có dịch màu nâu lẫn ít dị vật màu nâu mô bệnh học là các nội tạng trong thời kỳ phong hủy nặng độc trách có tìm thấy là ethanol với hàm lượng là 48,72 mg trên 100 ml. Có tìm thấy là silicosi não và nội tạng trong thời kỳ con quỷ nặng. Thứ hai là kết luận là nạn nhân Phạm Thị Kim Hà sinh năm 1985 là tử vong do ngạt nước trên cơ địa sử dụng ethanol, silicosi. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thốt Nốt đã thông báo cho gia đình chị Hà biết đầu tiên thì tôi thấy trong cái kết quả chính thì chưa có thể hiện được là em tôi mắc lúc mấy giờ ngày mấy tháng mấy đến lúc mấy giờ ngày mấy tháng mấy thì thì tìm tìm thấy tử thi thì như thế thì chưa có chứng chứng minh được là từ ngày em tôi mắc đến khi tìm thấy tử thi thì là bao nhiêu ngày thì như vậy chưa chưa đủ cơ sở mà để xác định các nội tạng trong thời kỳ khoan quỷ nặng bởi bởi vì theo tôi biết là các nội tạng này cũng như là tử thi sẽ có từng giai đoạn nghĩa là nghĩa là là có giai đoạn phân quỷ và giai đoạn phân quỷ nặng ví dụ như tỷ thư mắc mấy ngày thì trong giai đoạn phân quỷ và mấy ngày phân quỷ nặng thì tuy nhiên về về thực tế thì ai cũng biết em tôi mắc 12 ngày cào móc mới nổi lên thì đặc biệt tử vong do ngạt nước mà hai khổ sẹt theo tôi hiểu biết của tôi thì tử vong do ngạt nước thì chắc chắn phải có nước phình to phù nợ Chỉ thấy mô tả các nội tạng trong thời kỳ phân quỷ nặng Chứ không thấy mô tả cụ thể là ví dụ như dạ dày như thế nào, gan ra làm sao, vân vân Tóm lại cái bản kết luận giám định Pháp y tử thi do phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Cần Thơ ký ban hành thì công an quận có được trích yếu cái nội dung trả lời cho gia đình người bị hại không? Thì hai công an quận sau khi nhận được bản kết luận giám định pháp y tử thi của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Cần Thơ thì công an quận phải chuyển nguyên cái bản gốc bản kết luận giám định pháp y tử thi của phòng kỹ thuật công an thành phố Cần Thơ cho gia đình người bị hại thì cái này tôi cũng không biết thì tôi xin hỏi cộng đồng mạng ai biết thì giúp tôi giải đáp thắc mắc này thì như vậy cộng đồng mạng cho tôi hỏi là tôi có nên làm đơn khiếu nại đến các cấp lãnh đạo cao hơn để nhận được câu trả lời thỏa đáng không hả cộng đồng mạng và ông bà cô chú thì hôm nay thì tôi có bấy nhiêu cái nội dung gửi đến cộng đồng mạng xin cộng đồng mạng tin tưởng vào pháp lực và thông cảm chia sẻ với gia đình bằng cách là chờ đợi thì trước khi dứt lời tôi xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng mạng cũng như sự giúp đỡ của mạnh thường quân và đặc biệt là tôi xin gửi lời chân thành đến các cấp lãnh đạo có sự xem xét và giải quyết nội dung đơn của tôi trong thời gian qua thì bên cạnh đó thì tôi xin cảm ơn đến chủ tịch hội đồng nhân dân quận thúc nốt đã có động thái tích cực chỉ đạo cho công an quận thì xin cảm ơn chủ tịch rất nhiều thì trước khi dứt lời một lần nữa tôi xin thật lòng cảm ơn cộng đồng mạng mạnh thường quân các ông bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước thì xin các các ông bà cô chú anh chị em theo dõi kênh của nguyễn thị kim linh và các kênh youtube